60 người đồng đội các bạn đi. Người này, người gì? Và là một người chúng ta tuyên phê. Và chúng ta có thể thật lớn để chúng ta cùng chào đón trên sân khấu này. Tiếng yêu, học viên, đã không thực tế, ghé thật ra đi. Không hề chiến sâu. 10 năm tới và 20 năm tới của các bạn là gì? Giá trị các bạn trao cho cuộc đời này là gì ạ? Bởi vì chúng tôi đã đặt tên đây là trại huấn luyện Đại Bàng, thì cốt cách của tất cả chúng ta ngồi trong trại này, chúng ta phải bắt đầu hành trình của một chú đại bàng. Leadership vô cùng tuyệt vời của thầy John C. Maxwell. Bao nhiêu người muốn giữ lại họ? Các bạn có dám thử thách một lần nữa vì họ không? Các bạn có dám chịu đau một lần nữa vì họ không? Tất cả chúng ta, cả hội trường này sẽ phải chống lại 58 đều nhau nếu chúng ta muốn giữ lại họ. Kia. Nhưng hãy luôn ghi vào não rằng, nhớ rằng chúng ta đã có một sản phẩm cực kỳ tuyệt vời và nó sẽ phải là sản phẩm trao đến hàng triệu người. Toàn bộ trí tuệ, toàn bộ kinh nghiệm.